Câu chuyện đời tu của con được bắt đầu từ câu chuyện đi tu giang dở của má con. Ngày ấy, má đang còn là một thiếu nữ dịu dàng và đạo hạnh. Ngày nào má cũng đọc cuốn Tôi muốn làm chị dòng. Mỗi buổi sáng, má dậy từ lúc 3 giờ sáng để đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Mặc dù trời bão lộc rất lạnh và thường có mưa vào mùa đông. Thấy má hiền lành và có lòng đạo đức, cánh cổng nhà dòng mở ra để đón má bước vào. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì ông ngoại bắt má về. Lý do, ông không muốn má đi tu vì ông thương má, sợ má đi tu sẽ khổ. Sau này má lập gia đình với ba và có đến 11 người con. Là con gái út trong gia đình, con được cả nhà thương yêu chăm sóc. Ngay từ lúc 3 tuổi, con đã được gửi vào trường của các sơ dòng Đa Minh Tam Hiệp. Lớn hơn một chút, con lại được má gửi vào các trường nội trú của nhà dòng với ước mong một ngày nào đó con sẽ bước theo những tà áo dòng trắng. Tuổi thơ của con êm đềm trôi qua trong tình yêu của Chúa. Và với bàn tay yêu thương của các sơ, con đã được cảm hóa. Cũng như má, con thầm quyết tâm, lớn lên con sẽ trở thành một ma sơ. Rồi ngày ấy cũng đến. Vào năm thứ nhất trường cao đẳng sư phạm, con ngỏ lời thưa với má về ước nguyện của con. Tưởng sẽ nhận được một nụ cười mãn nguyện của má, nhưng thay vì vui mừng, khuôn mặt má bỗng nhiên khựng lại và có chút ưu tư khiến con không khỏi ngạc nhiên. Rõ ràng đây là ước muốn của má cơ mà. Chẳng lẽ má lại đổi ý định rồi sao? Không. Thật ra má đang cảm nhận nỗi đau của Abraham khi phải dâng người con yêu cho Chúa. Hơn nữa, cũng như ông ngoại, má lo lắng không biết con sẽ sống đời tu như thế nào và liệu con có bền tâm vững chí vượt qua những khó khăn thử thách của đời tu hay không. Đối với má, đi tu là khổ. Tuy nhiên, ngày 3 tháng 9 năm 2006, má vẫn can đảm tiễn con lên đường và không quên dặn con: sống và tu cho tốt con nhé. Con đã nghe lời má, say mê học hành, tìm hiểu ơn gọi Đa Minh trong hội dòng nữ Đa Minh Tam Hiệp. Sau 5 năm sống dưới mái ấm Thịnh Việt, con được tiến bước trong ơn gọi qua các giai đoạn tiền tập, nhà tập, khấn lần nhất. Và giờ đây con đang ở trong giai đoạn tiền vĩnh khấn. Mỗi bước tiến của con là mỗi khám phá mới và xác tín hơn về đời tu, về ơn gọi Đa Minh. Đến nay, con đã dần nhận ra vì sao cả ông ngoại và má đều cho rằng đi tu là khổ. Lý do đầu tiên là vì sự thách đố của ba lời khấn dòng: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Cả ba lời khấn đều đòi buộc con phải từ bỏ và tự nguyện hiến dâng ngay cả những giá trị chính đáng như tiền của, quyền thế, tự do, dự phóng tương lai và tình yêu đôi lứa để bước theo Đức Kitô vì nước trời và cho nhân loại. Lý do thứ hai là đi tu không chỉ để cầu nguyện nhưng còn phải là để thi hành sứ vụ. Sau khi tuyên khấn lần thứ nhất vào ngày 6 tháng 8 năm 2014, và sau khi được trau dồi kiến thức thần học tại Học viện Liên dòng Thánh Thomas, con được sai đi thực tập sứ vụ tông đồ ở nhiều miền đất khác nhau, từ thành phố đến nông thôn và đến cả các miền truyền giáo xa xôi. Các công việc con đã từng trải nghiệm là mục vụ giáo xứ, dạy học trong trường mẫu giáo, thăm viếng người nghèo và lao động trên những vườn chè bát ngát hay thử sức với các luống rau xanh quanh vườn.
Những ngày mát mẻ, vác cuốc ra vườn quả là một thú vui. Nhưng những lúc gặp mưa gió, đôi chân con dường như muốn ngập ngừng. Tuy vậy, sau một ngày phục vụ, mỗi tối trở về bên Thánh Thể Chúa, con lại thấy mọi nỗi mệt nhọc đều được trút bỏ, và tâm hồn con như tìm được một chỗ nghỉ ngơi. Con xác tín. Bí tích Thánh Thể đem lại cho con nghị lực, ý chí, nhất là tình yêu, để con vượt qua mọi thách đố. Thật vậy, tu là khổ, vì đời tu dẫn con vào con đường khổ chế và hy sinh. Tu là khổ, vì đời tu phải hướng tha, nghĩ về người khác mà quên đi bản thân mình. Tu là khổ, vì người đi tu phải cậy dựa vào sức mạnh của Chúa để có thể trung thành và dấn thân phục vụ. Nhưng sở dĩ con vẫn luôn hăng say dấn bước mà lòng phơi phới hân hoan là bởi vì Chúa ở bên con, và con xác định mục đích đời con là Chúa.